Bây giờ ra ngân hàng rút tiền nhé. Đi ra rút tiền nhé anh ạ. Giờ anh làm YouTube được nhiều tiền quá. Ghê nhỉ. Mua này cái SH. SH đi à? Đi. Ôi gái thích SH cơ. Qua đi sầu lắm. Lần đầu tiên mình đi rút tiền đây các bạn nhé. Bẩn quá. Nghe một chút tiền. Giờ phải đi thông tin đúng không? Ừ đúng không? Giờ máy đếm có máy mà. Xong rồi chìm máy kiểm đến. Anh rút rồi. Rồi 100 đơm, 1 sắp 50. Ok 100. Không tạm thì thông cảm vì lần đầu tiên mình đi rút tiền các bạn. Thả này mượt đó. 99 nha. Mình sẽ thẳng lại. Được 100 thì thôi. Ai chà. Đẹp không? SH đẹp quá nhỉ. Ước mơ của em ấy, sau rồi bán xe em phải mua SH rồi. Thế à? Nay ra ngắm luôn. Ngắm luôn đi còn gì nữa. Mấy khi có cơ hội. Ok, bây giờ là mình đã đến Hit Honda nhé. Đây, Hit Honda ở đâu rồi? Đây là đường Lê Quang Đạo. Để vào xem xe. Ủa đây đã xem rồi. Ai chà. Mặt quá nhỉ. Đấy, Long nhìn con này được không? Được. 150 ABS. 150 bản ABS đấy. Ngon đấy. Bản này bản độ. Ừ, bản độ. Độ vành rồi. Độ vụt này. Ừ. Ốp carbon này. Bên kia, bên kia. À. Đang ngồi thử anh xem nào. Được đấy. Được không? Đẹp phết đấy nhỉ. Giờ kìa đi. Này đi tạt gái dễ ấy lắm. Dễ, dễ đổ lắm. Anh thấy em mặc của này hợp. Hợp vẫn luôn. Màu đen. Long thích màu đen đúng không? Ừ. Anh lạ gì. Em bán xe em mua con này. Anh em mình xe đôi luôn. Được. Ok đây là chiếc SH của mình mua nha các bạn. Làm việc thì anh đừng nhìn em ngại. Đó. Đây là SH 150 phân khối. Bản ABS. Bản ABS nhá. Con này là màu đen nhưng mà có một số chi tiết mình không thích, mình muốn đổi nốt sang màu đen. Ví dụ như là cái tay cầm đằng sau này. Cái ốp máy này. Và cái vành nữa. Vành trước vành sau nữa. Mình sẽ nhờ hãng là đổ lên sang màu đen hết. Đó. Và mình sẽ lắp một cái để chân inox lên nữa. Đó. Giá của con này là bao nhiêu nhỉ? Nói chung tổng vệ sinh nó phải hết gần một tầm 115 triệu đấy. Ra biển luôn các bạn ạ. Mình làm trọn gói luôn. Đẹp không Long? Đẹp quá. Màu đen lúc nào huyền bí. Ok bây giờ sẽ chờ hãng người ta làm cho mình. Chắc phải mất tầm tiếng rưỡi. Anh em mình dùng nước đây. Dùng nước đây. Được đây. Đây, bây giờ xe mình đã lấy xong rồi các bạn ạ. Full đen luôn nhá. Đó.
đã độ lên tay lắm đen rồi, sơn đen rồi này, vành đen này, ốp mẹ carbon nhá, rất là ngầu. Ok thôi, bây giờ mình sẽ nhờ Long đi về. Long đi, anh ra quán nước, anh em mình ngồi uống nước này. Ghê, ông cua ghê. Nhìn ngầu quá luôn. À, để test thử của ABS thì nhá. Ừ. Được đấy. Lết bánh đen xì luôn. Sật. Nó không nhìn dê bánh luôn. Ừ. Đó. Cái tay này này. Đây là lúc ABS nó sẽ đẩy mình ra. An toàn. Long thích xe này không? Hả? Thì em hát thì thật ra thì đi chở gái vẫn thích hơn phần quỳ lớn. Ừ. Anh thích kiểu như mình đi lại loanh quanh ngon hơn, hiểu không? Thật ra thì anh định ý của anh ấy là anh mua xe này là anh tặng Long đấy. Thôi, xin bố. Thật. Để lên xin xe. Xe đéo gì, anh mua xe này, anh tặng mày thật. Đùa đâu. Thế nghe ông em nói chuyện là nghe bố mẹ gì? Bố mẹ bắt bán xe đúng không? À. Không phải bán, bây giờ mày mà bán thì anh lại đéo quay đi cùng, thật sự luôn. Tin bây giờ anh em bán mẹ hết xe rồi còn gì nữa. Thỉnh thoảng anh em còn đi lượn quay clip mới vui. Giờ mày mà bán anh chả. Thực sự là tiền thì anh cũng không phải là nhiều đâu. Thực sự là tiền không phải là nhiều đâu, nhưng mà anh em là rất là quý nhau luôn. Cứ coi như là xe này anh mua tặng mày đi. Mẹ bố anh còn chưa mua tặng cái gì rồi. Bây giờ như nào? Hả? Lấy không? Có. Cho thật đấy, tất đéo đùa đâu. Ôi, kém. Chấm đéo mẹ, cho thật đấy. Xe đi. Xe đéo, xe lúc khác lên. Giờ đi 300 vẫn ok, chưa sao cả. Tiền nghèo thì mấy, giàu thì nhanh lắm. Đúng không các bạn? Bây giờ mày lấy xe này mà đi, mày trong ngõ đi lại nó vất vả. Với lại dắt ra dắt vào con ZX10R là cũng hơi mệt đấy. Như ở nhà anh thì nó dễ, nhà anh mặt đường to đó. Anh phi phát vào nhà, phóng phát ra ngoài đường to luôn, không ảnh hưởng gì. To này, 100 triệu này, lấy đâu. Coi như là quà tặng đi, gọi là gì, anh em đi quay YouTube chung đi, quay clip chung, anh tặng quà đi. Chạy đi gạ đéo gì. Hả? Xe này có giá trị cao lắm, không lấy được đâu. Anh mẹ thì so với ZX10R cao đéo gì. ZX10R mấy trăm triệu chạy vù vù, con này có hơn trăm. Lấy mà chạy. Cái này không? Giờ lại thanh niên lại chê SH các bạn ạ.
Thôi thì họ phải làm giá thôi, không phải thấy anh quay rồi mày bịt mẹ làm. Lấy đi, cầm lấy mà chạy. Em bán xe em mua SH thì em không SH quá. Giờ, bây giờ mày bán đi thì tiền, đừng bán. Bán biết sao bán rồi. Giờ bán đéo có anh nào chạy với anh nữa, tiền. Giờ có mỗi mày là hay chạy xe với anh. Ừ mày bán đi nhá, tim đéo con thằng nào bán mẹ hết xe rồi. Thôi cứ lấy tạm con này chạy, coi như là anh giúp đỡ đi trong thời gian này đi. À, mai làm ăn được thì để mua cái tặng anh cũng được. Mua con ô tô tặng. Mua ô tô tặng được. Ông tặng cái hát rồi sau ông muốn tặng cái ô tô. Chỉ để đầu tư có chiến lược đấy. Không đùa đâu. Mới đầu tư tiền đảo tập à? Mất mấy tỉnh sao? Thôi, lúc này lúc khác. Lúc nào lên lại lên như diều gặp bão cây. Em không cách em giờ đang đi ô tô đi SH thì quá được luôn. Quá được luôn. SH này là chuẩn mẹ thanh niên gọi là gì nhỉ? Doanh nhân luôn ạ, kiểu công sở luôn ạ. Ông tu đổ, tận ngày ông tu đổ. Tận ngày ông tu đổ luôn. Chính ra SH lại nhiều gái hơn là phân khối lớn. Sao? Phân khối lớn nhiều khi nhiều đứa nó không thích đâu. Ngồi mỏi. Ngồi thì rất mỏi, thứ hai là nó kiểu nó kêu to đấy, nhiều đứa nó ngại. Có đứa thì nó lại thích khoe ra thì cũng sao. Có đứa nó ngại. Tin đâu ai biết. Thôi anh nói thật đấy, mày cầm xe này mà chạy nhá. Thôi, vậy đâu. Lấy đéo, cầm lên mà chạy, điền. Thôi anh chăm chạy. Ta đéo. Đây, cầm lấy. Thôi, điền, cầm lấy. Dở em không nhận đâu. Thôi, kệ mà. Thôi, đéo. Tao. Còn gì đây? Đi về.